Gian bếp mẹ tôi xin chào và kính chúc quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và an lành. Để làm cá nướng hạt mắc hén, trước tiên thì thì là và hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Lấy một ít hạt mắc hén và rang nóng cho thơm. Hạt mắc hén thì mình ăn tới đâu mình sẽ rang tới đó. Để trang trí cho món cá nướng đẹp thì xả sắc sợi và chiên cho vàng. Hạt mắc hén sau khi rang xong thì cho vào cối giã nhuyễn. Để ướp cá cho thơm, hành tím, tỏi, xả, băm nhuyễn. Thái thêm vài quả ớt hiểm vào và cho thì là và hành lá đã thái nhuyễn vào chung với tỏi ớt trộn đều cùng với một ít nước mắm và gia vị. Tiếp đến thì mình cho hạt mắc hén vào trộn đều. Lấy một ít xả băm, ớt thái khúc, một ít hạt mắc hén và một ít bột nghệ trộn đều để lát nữa mình sẽ xoa phía ngoài của mặt cá. Dùng một ít muối và xoa đều phía ngoài của cá. Cá thì mình dùng dao mình khứa khoảng 2 hay 3 đường sọc trên lưng cá để cho gia vị dễ thấm vào. Sau đó cho tất cả hành lá thì là hành tím, tỏi, xả, ớt vào bụng con cá. Bây giờ mình xoa thêm phần ngoài của mặt cá là mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mình sẽ đem cá đi nướng nha. Cá đã thấm sau 1 tiếng đồng hồ, bây giờ mình chuẩn bị nướng cá nha. Trước tiên thì mình nướng cá với lửa nhỏ để cho phần cá bên trong được chín trước. Sau đó mình vặn lửa to để cho da cá vàng và được giòn hơn. Để làm sốt chấm cá thì mình hái vài lá chanh. Ở đây mình có lá chanh của Thái mà cũng thường được gọi là lá trúc. Lá này cho vào sốt để chấm cá thì rất là thơm. Để làm nước sốt thì mình giã nhuyễn tỏi và ớt. Cho một ít hạt mắc hén vào chung với lại tỏi ớt. Một ít tương ớt và trộn đều. Lá chanh đã được rửa sạch và bây giờ mình giã hơi dập nha. Như vậy đã xong phần sốt để chấm cá. Cá thì đã được nướng vàng. Bây giờ mình chỉ dọn cơm ra và thưởng thức thôi. Xin cảm ơn cả nhà thương thương của gian bếp mẹ tôi đã theo dõi video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.